cả các bạn. Mình là Vũ Nhất Linh lớp 6D, trường Trung học cơ sở Bát Can. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn quyển sách Oliver Phiêu Lưu Ký. Đây có thể được coi là một quyển sách rất là tuyệt vời cho những bạn mê phiêu lưu. Ngoài bìa sách là những hình trang trí tưởng tượng vui nhộn và đầy màu sắc tươi sáng của hai họa sĩ nổi tiếng người Anh. Ở ngay ngoài đây chúng ta có thể thấy đó chính là cậu bé nhân vật chính Oliver, đảo ngao du clip, và cùng với đó mọi người cũng có thể thấy là chiếc đuôi người cá của cô Iris. Quyển sách nói về cuộc phiêu lưu bất đắc dĩ của cậu bé nhân vật chính Oliver. Cậu ấy đi cứu bố mẹ mình đã biến mất cùng hòn đảo mà mới trước mắt trước đây thôi, còn nằm rải rác trên mặt vịnh của trước nhà cậu. Giờ chúng ta cùng đi khám phá chi tiết quyển sách nhé. Quyển sách gồm có 11 phần. Phần 1 là cuộc gặp gỡ của ba mẹ cậu và trước khi ba mẹ cậu bị biến mất cùng các hòn đảo. Phần 2 là Oliver lên đường đi tìm ba mẹ mình và gặp một hòn đảo ngao du. Cùng với đó là ngày Cupiper, một chú chim thuộc loài hải âu lang thang. Phần 3 là cậu gặp cô người bé Iris. Đây là người mà sau này sẽ giúp ích rất nhiều cho Oliver. Phần 4 là cậu biết chuyện các hòn đảo ngao du và đêm hội tóc biển. Phần 5, cậu giúp cho Cliff có một bộ tóc đẹp bằng cách đi tìm tàu chuột đắm. Phần 6 là hòn đảo ngao du xấu xa Tolstone cướp con tàu chuột đắm của Cliff, và Oliver phát hiện ra ba mẹ cậu cũng đang bị hòn đảo đó bắt giữ. Phần 7 là cuộc cãi vã của Oliver, Iris và Cliff. Phần 8, Oliver và Iris quyết định bỏ lại Cliff và tự chèo thuyền đi nói cho các đảo ngao du khác biết Tolstone là một tên xấu xa và cứu bố mẹ của Oliver. Phần 9, 10 là cuộc chiến đấu giữa Oliver và Tolstone. Phần 11 chính là gia đình Oliver đoàn tụ. Và trong số 11 phần này thì mình thích nhất là phần 8 và phần 9, vì đây là lúc mà biết rằng việc phải đối đầu với Tolstone là để cứu mẹ Oliver là rất nguy hiểm, nhưng Iris vẫn đi theo Oliver để giải cứu ba mẹ cậu. Và lúc sau thì Cliff cùng đi để nói cho mọi người biết là Tolstone là một tên xấu xa. Có thể nói rồi, đã xuất bản từ rất lâu, song quyển sách này vẫn giữ được vị trí quan trọng của mình trên giá sách của bao nhiêu sách lớn nhỏ, bởi ai mà chẳng có những lần mong muốn được đi phiêu lưu. Nếu mình chọn cho số sao cho sách thì mình sẽ để nó đạt 5 sao. Còn chần chừ gì nữa mà các bạn không ra ngay hiệu sách để đặt mua nó về nhà ngay thôi nào. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những lần review sách tiếp theo.